Bây giờ tao đếm 3 tiếng, nếu mày không nói tao sẽ nổ súng bắn nát đầu của mày. Tôi thật sự không biết mà. Một. Tôi thật sự không biết mà. Hai. Tôi biết. Anh đáng ghét lắm, nhất định bắt người ta nói ra. Tôi biết anh rất đáng ghét đồ mục rồi. Dừng tay! Làm cái gì vậy? Sao tới giờ mới tới hả? Anh còn mặt mũi gì chứ? Lúc nãy khớp máy tôi quay phong lắm. Cũng may tôi nhìn thấy nên mới tới cứu anh. Nếu không gì kêu cũng không thể cứu anh. Xin lỗi, chúng tôi nhất thời nông nổi không nghĩ tới hậu quả. Trời, sao muốn làm anh hùng, làm ơn kêu luôn chúng tôi. Chữa cho anh trước. Đang lúc nguy hiểm, không cần biết nhiều quá. Sao lại như vậy? Cô muốn tôi chữa cho cô thì đừng hỏi nhiều quá. Xong rồi. Cảm ơn. Mọi người không sao là tốt rồi.